ngày 11 tháng 4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết đợt chiều cường đầu tháng 3 âm lịch, ngày 10 và ngày 11 tháng 4, tiếp tục gây ngập tại một số tuyến đường và nhà dân ở thành phố Mỹ Tho. Vào sáng ngày 11 tháng 4, một số khu vực như vòng xoay Trung Lương, khu vực chợ Cầu Cống, phường 10, thành phố Mỹ Tho, ngã tư đường Hùng Vương, Lê Văn Nghề tiếp tục bị ngập cục bộ, các con hẻm, nhà dân cũng bị ngập. Đặc biệt, tại nhiều con hẻm thuộc khu phố 2, phường 10, thành phố Mỹ Tho bị ngập sâu ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân. Đây là khu vực thường xuyên bị ngập trong các đợt chiều cường. Người dân phải kê vật dụng, đồ dùng gia đình lên cao để tránh hư hỏng. Một số hộ còn bán buôn, có chỗ phải đóng cửa để tránh rác trôi vào nhà. Ông Võ Văn Thông, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Tiền Giang cho biết mực nước chiều cao nhất ở các trạm vùng hạ lưu sông Tiền trong đợt chiều này xuất hiện vào ngày 10 và ngày 11 tháng 4. Trước đó, các ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang đã có thông tin cảnh báo về các đợt chiều cường để người dân chủ động ứng phó.